Đây chính là dòng quay của những cuộc chiến kinh khủng nhất trong One Piece. Và dòng quay này sẽ quyết định những món vũ khí mà mình sử dụng trong trận chiến 1v1. Đương nhiên rồi, người đầu tiên này được 5 điểm trước sẽ trở thành người chiến thắng. Ok, bắt đầu dòng quay đầu tiên thôi nào, để xem nhân vật của tụi mình là gì đây. Và đó sẽ là Luffy và Enel. Ủa, không phải, phải. Nè. Jinbe và mẹ mày béo. Mẹ béo là ai? Là mẹ em á. Ê lộn á. Ủa alo thiệt chứ các bạn. Ai cho chọn trái quỷ chứ dạ. Qua đây là cô. Giỡn các mày. Thì đương nhiên để cho công bằng, tụi mình sẽ phải random trái quỷ để coi ai sẽ là người được chọn đầu tiên. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Gon nghe trái quỷ mắc tiền hơn là sẽ được chọn đầu tiên nha. Trời, cái này dễ với em quá vậy. Em chùm may mắn mà. Thấy không? Thấy không? Trái gì mà thấy không? Không, thấy không? Sao vậy được? Sao vậy được? Chưa các bạn ơi, mình chưa hô đâu. Ui, thấy không? Thấy không? thấy rồi. Em rớt cái thử coi. Ui, à, real à. Real mà. Ê, mà cái bo tổ em sao có cái vòng xung quanh đó vậy? Hình như nó mới update hay sao á. Vậy em chọn trước đi, em chọn trái gì? Jinbe hay là mẹ mày béo? Anh nhìn còn hỏi nữa chứ, vãi trưởng thiệt. Mẹ, giờ mình phải chọn Jinbe hả ta? Jinbe là xài chát quỷ gì các bạn? Rồi vô cô quyết định chiến đấu nhanh đi. Nhìn anh giống là Jinbe không Phúc? Ủa Jinbe có ăn chát quỷ hả? Thì thôi hỏi coi được thì xài có gì đâu. Trời ơi quất nè. Hút mày nè cô. Ui anh lắc quá vậy. Xạo cỡ xạo á. Thiệt anh đang lắc quá trời nè. Xạo. Mày ai biết dùng không, biết dùng không? Dạ đau vậy. Biết. Biết cái gì không, biết dùng cô, biết dùng cô. Mày. Mình đánh trúng vậy chứ anh. Sao Quýnh không trúng vậy chứ người ta. Chắc phải đứng nghiền cho Quýnh quá. Mày đừng có xạo cho Phốt, nửa cây. Ủa gì ta? Gì, ướt được gì? Ướt được gì? Đứng lại mày đắc ơi. Ảo. Quýnh hồn mày chết luôn nè cô. Dạ, chát quỷ. Trời ơi, xài chát quỷ. Ảo à. Ủa tự nhiên đứng cái em chết luôn rồi, what the fuck. Ok, chúng ta sẽ đến với vòng quay thứ hai. Và đương nhiên lần này mình sẽ là người chiến thắng. Rồi, quay. Râu đen và bo hàng công. Ủa rồi sao biết ai chọn cái gì nữa? Thì hồi nãy ai quay ra được trái quỷ cao hơn thì đi trước. Ồ, vậy thôi, chọn trái lớp. Thấy không? Sẵn sàng chưa, bo hàng công? À, em chắc anh dí em nè. Ủa cái gì vậy? Vãi, né. Mày. Cho tôi né cái đi, nửa kêu máu. Mày ơi, what the fuck? Gì mới vô trưởng hai chiêu nửa kêu máu rồi. Nè, hút mày nè con. Ui gì vậy, what the fuck? Anh đây xài chiêu em mà. Đừng pháp kèo gì mà hút độc các bạn. Mày đừng có xạo hút ơi. Dĩ chiêu V mạnh gì mà có. Ui 5000 đam. Nè cụ, bá vô mà nút. Bá vô mà nút. Ơi. Giỡn, thánh combo. Mày. Không được các bạn ơi. Kế hoạch B, chỉ xem kế hoạch B. Kế hoạch B là gì vậy? Kế hoạch B tới đúng rồi. Quay bay là gì? Âm ba tu cơm. Cái gì á? Sao đổi chát quỷ rồi? Anh là gâu đen mà sở hữu hai chát quỷ lẫn cu. Thôi kệ đi, chát quỷ hai. Xem phá chiêu anh ơi, xem phá chiêu anh ơi. Ba vô mà đâu. Ba sao vậy? Dạ em phá chiêu nữa rồi, má chiêu em bá đạo vậy. Trời ơi anh quýnh thằng đệ Phúc ơi. Em hành thằng gâu đen thì hành được gâu trắng rồi. Sao sức mạnh của chát quỷ đó mày. Chạy đi đâu? Ai cho mày chạy vậy? Thôi chạy ơi, anh Rylan đánh với anh Rylan cơ bạn. Ui thiệt không? Em chịu hỏi anh luôn hả? Không thắng được anh đâu Phúc à. Rồi, pha này. Pha này chạy đâu? Phải dụ vô góc hẹp để mình bắn cái chiêu này 100% trúng. Nè. Bắn trúng rồi Phúc. Bắn hai trúng. Má mày đáp xuống tao bắn mày liền đó. Mày! Thằng này bro. Mày! Sao trái râu đen cái đánh thể đổi sang trái quét là sao các bạn? Da đen thì chỉ bị đánh thôi các bạn ơi. Yes, khởi đầu khá là thuận lợi nha. 2-0 rồi. Bây giờ sẽ là 3-0. Sanji với lại Red. Red lần nào vậy? Rapper da đen á. Ý là trong Lockwood nè. À là trái T-Red á, em muốn xài trái T-Red không? Mình sẽ xài trái T-Red chứ các bạn. Tao biết mà, tao đi vô tao lấy sẵn rồi mày ơi. Cảnh này mới khó nè chứ. Rồi. Ui, trái táo nè Phúc, what the fuck. Oh my god, ui, chết quỷ. Chỗ của anh xanh ngồi hay gì á. Ồ ghê ha, có học thức ha anh em. Rồi, đem xốm lẹ anh trận này. Ê, nói gì kỳ vậy, coi anh nè. Haki mọc với giò. Vô, sẵn sàng chưa? Ơi gì vậy, chưa sẵn sàng mà. Thằng này ăn gian hả mày? Nè, tôi quýnh thường mày chết luôn nè. Mày vô đây. Quýnh thường, solo quýnh thường. Solo quýnh thường. Ủa sao đám chúng đi chân vậy? Làm gì Phúc? Em xài kỳ vậy ta, em nhớ anh xài mạnh lắm mà.
Coi anh xài cái chân lửa này đá chết em luôn nè. Mày xạo. Anh là Ronaldo mà. Siêu. Ui, đây, đây hút trúng hay gì nè, hút trúng hay gì nè. Nào. Dạ dạ dạ, thằng này láo thiệt. Xin lỗi em đi. Vậy nó mới làm cái gì vậy? Đừng nói là biến hình T-Rex nha, xem tàng hình rồi. Nè nè nè. Ui da ui da ui da, đừng mà. Cái chân lửa thật sự quá khó điều khiển các bạn ơi. Đây rồi. Ui cái gì vậy? Khó trúng quá, khó trúng quá, làm sao điều khiển cái chân lửa đây? Sắp chết rồi, mình sắp chết. Mày. Ây da, đừng, đừng cắn tôi. Anh xỉn đúng rồi, anh xỉn rồi, anh xỉn rồi. Anh là Sanji mà chỉ có những cô gái có thể khiến anh... Ui, thắng rồi. Ủa, ui, cho cái Sanji rồi sao chơi, khó vậy. Hay, đến với trận tiếp theo đi. Trận nãy coi như là nhường với đất các bạn, chứ không lẽ mình thua, đúng không? Đây rồi, xong, xong. Kizaru vs Uta là trái lai với lại trái sao đúng không? Đúng rồi, anh biết em chọn trái nào rồi đó ha. Không, trái lai hả? Em chọn trái sao nha. Ủa, lần này anh sẽ cho em biết ai mới là đô đốc hải quân. Ủa, kiếm sáng đâu rồi? Hồi nãy em chơi ăn gian anh. Trời trời, chị nói mình ăn gian các bạn, không liên quan luôn. Rồi rồi, mày, ui gì kỳ vậy? Chùm trái sao, chùm trái sao Việt Nam. Chùm mình á, chạy luôn, chạy mất tiêu luôn rồi. Ui lắc quá các bạn ơi. Rồi rồi cây 3000 đam. Bá vô mình hút đây. Mì cây chứ ai cây. Dạ đau hề, đau hề. Đứng yên chỗ bị nó dính chiêu đó các bạn ơi. Còn nhiều máu. Cũng còn con chấm máu mà nó gáy kìa các bạn. Xong rồi, chết rồi. Đứng nói xài chiêu rồi chết rồi. Mày đứng chạy. Mày. Nè ai. Ai mày. Mày. Ai? Mày. What? Anh đâu mất tiêu rồi ta. Anh trên đây nè. Ê, ở đây nè. Rồi. Ôi, không tới. Ủa lắc rồi. Đứng máy rồi. What the fuck? Yes. Ủa đứng máy rồi. What the fuck? Xạo. Ủa nó dốc. Ai hái. Ok, mình đến với vòng quay tiếp theo. Mong là lần này mình chiến thắng nha. Vì đất đen lật kèo trở lại rồi các bạn ơi. Không thể chấp nhận. Ui, đây rồi. Ủa? Odin với lại Roger. Rồi em chọn Roger hay là Odin? Thôi em fan Odin hơn chọn Odin nha. Thì như các bạn biết đó, Roger của chúng ta trong Lockwood sẽ sử dụng cây kết lát của vua hải tặc. Rồi sẵn sàng chưa? Solo nè Odin. Rồi tới bến mày luôn. Mày. Ủa cái gì vậy? Gì vậy? Ảo à? Dạ, ảo sao à? Chúng gì vậy? Full combo. Á da, fuck đừng. À khoan coi nè Phúc. Trời ơi, làm trò gì phản cảm quá, tôi phải chặt mày ra mới được. Mày, ui, đau vậy, kích lát chứ. Đau. Nè, mày vô đây, mày đừng, đừng có giỡn, ủa giống chúng như vậy. Ui, chiêu của mình với chiêu nó khác quá các bạn ơi. Khác nhau một trời một vực luôn á, chứ đau vậy á, phát. Bá vô. Gạ kìa. Ôi pha này thôi chung các bạn ơi, xài xa bơ thì còn có hy vọng chứ kích lát thì chấm hai chấm. Hay mình đang cảm thấy hơi thất vọng về cái vòng quay này nha, tại sao nó lại random với chết quỷ bắt tiền của mình chứ. Luffy với lại Enel nha các bạn, em chọn Enel đúng không? Sao biết luôn vậy. Ê rồi anh chọn ai vậy? Thôi em chọn trái Gomu nha. Ủa là sao anh xài trái Gomu mà mấy thằng này nó ỉ nó thắng cái vòng quay nãy, cái nó muốn làm gì làm các bạn ơi. Vào nha Phúc, anh vào nha Phúc. Mày. Ủa em hack cái gì á? Đánh mạnh lên. Em hack cái gì vậy? Mày. Đánh mạnh lên. À. Sướng chưa? Mày. À. Mày. À, thật ra nó vợ anh giấu hẹn với em thôi Phúc ơi. Đây mới là anh nè, Thánh này nè. Mày Thánh này nè. Ai mày Phúc? Gậy đánh da đen mày cu. Thấy đào vậy ta. Gậy đánh da đen. Trước ngày xưa quá các bạn à. Tăng sát thương đối với người da đen nha các bạn. Ui chạy. Đi ra coi. Chạy mày chạy. Nè, vô mày bá vô. Dạ. Mày. Dạ. Đứng lại. Mày. Dạ, đừng. Đâu rồi. Nè, quấn. Anh ảo liên quân. Nè. Anh ảo liên quân cơ. Chết. Ui. Chết.
đi. Mày sao cô? Mày... Ôi, phải ôi, vậy? Điều. Ui, kinh vậy. Kỳ quá, nó được chọn trước bởi vậy không công bằng chứ. Đừng nói với anh là trái Gomu với lại trái Leopard nha. Ủa vậy em chọn trái nào vậy? Phải trong anime á, là em sẽ chọn trái Gomu. Tiếc quá đây phải anime, sẽ chọn trái Leopard. Hồi anh bật Gear 5 lên cho em coi nè cô. Ok các bạn ơi, mình nghĩ là trận chiến này chúng ta vẫn còn có thể là kèo được nha. Tại vì đây chính là khu vực địa bàn của mình, các bạn hiểu không? Vô ơi, bắt đầu ơi, tận dụng địa hình nha các bạn, biến hình V2 trước luôn. Nè, ba vô. Ui, ai. Sao biến hình Leopard luôn vậy? Ba cho mình không? Sao em cứ tàn hình hoài vậy Phúc? Em tàn hình anh không thấy em luôn á. Thằng này đã chơi với Leopard rồi nó còn hắt tàn hình nữa các bạn. Đánh không lại cái nó biện đủ lý do hết á. Nè, quýnh không lại, này thì quýnh không lại. Nghĩ sao vậy cô? Sao, Luffy cái năm sao? Lại vậy nè, chạy các bạn ơi. Ơi, Luffy cái năm mà dùng chiếc Sugita. Mấy thằng chơi ăn gian mình phải lắm. Ăn gian. Rồi. Mày xong rồi đó Phúc. Dạ. Xong rồi đó Phúc, trái Luffy là mạnh lắm nha cô. Nãy giờ ta thấy nó dùng nguyên cái combo luôn chứ mấy mà nên trái combo các bạn à. Hổ không gầm tưởng này. Dám đáp xuống, mà dám đáp xuống đất là chết đó. Dám đáp xuống đất không? Phải, cái gì vậy? Bye bye. Hey, vậy thì coi như video hôm nay người chiến thắng chính là Vê Đắc. Ha, da đen đã chiến thắng tá điền. Ôi chịu các bạn ơi, nhớ để lại cho mình một like và đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye.